Hello, xin chào cái tình yêu của CC. CC mới vừa đi về ha, cách đây khoảng chắc khoảng tiếng mấy. CC soạn đồ, các chị em nào chuyển tiền cho CC rồi. CC đã lấy đồ của các bạn ra và đã xếp vào cái thùng. Của bạn nào ra bạn đó rồi. Thì bạn nào mà muốn CC gửi hàng vào ngày mai thì nhắn tin cho CC nha. Còn bạn nào mà chưa muốn gửi, muốn mua cho đầy thùng luôn thì cứ việc gửi ở đây. Nhưng mà chắc ăn nhất một điều là các chị em nào trong mấy ngày mà CC đi chơi như vậy nè đã chuyển tiền cho CC thì hãy confirm lại một lần nữa đi. Tại vì phone của CC đó, CC chụp hình rất là nhiều luôn. Cho nên là những cái tin nhắn của các bạn và những cái hình ảnh mà CC share lại là các bạn trả tiền rồi. Bây giờ nó nằm tuốt ở đâu đâu đó. Đó cho nên là nhắn lại cho CC một lần nữa những ai đã trả tiền nha, để CC confirm lại ha. Thì hy vọng là không thiếu bạn nào. Nhưng mà tốt hơn hết là các tình yêu của CC hãy nhắn lại cho CC một lần nữa là em ơi chị chuyển tiền rồi, cái này nè, hoặc là chị ơi em chuyển tiền rồi, cái này ha. CC làm cũng gần 2 tiếng đồng hồ đó. Thì hy vọng là không sót bạn nào. Rồi rồi rồi, bây giờ uống thuốc. Sáng 2 viên, chiều tối 2 viên. Một hũ như vậy các chị em uống 2 tháng là mới hết một hũ ha. Hình như là 240 viên một hũ thì phải. Một là các bạn không uống. Hai là các bạn uống là phải uống lâu dài. Vì cái này nó như thuốc bổ, nó làm cho đẹp da, đẹp tóc, mọc tóc, móng tay, móng chân, da dẻ mình như vậy. Rồi nó trị, nó không phải là trị đâu các bạn. Giống như là nó chậm lại khi mà tuổi chúng ta lão hóa. Thì bây giờ các bạn cứ nhìn CC là các bạn biết rồi. Ngoài cái uống cái viên thuốc này ra và uống collagen loại chai, chờ CC chút đây. Đây các bạn, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ khoảng 45 phút CC uống một chai, các bạn khui một hộp ra bỏ trong tủ lạnh thì uống nó sẽ rất là ngon ha. Trước khi đi ngủ 45 phút uống một chai, bạn ngủ không đi tiểu đêm, ngủ bạn không có lăn tới lăn lui giãy giụa đâu, ngủ ngủ rất là êm luôn ha. Chứ ngày xưa mà CC mà ngủ đó là trời ơi, gối trên giường CC đá văng hết xuống dưới đất à các bạn ơi. Quay vòng vòng mà với lại đi tiểu đêm là tại vì cả dòng họ nhà CC luôn bị cái bệnh đái dầm á, các bạn biết bệnh đái dầm đúng không? Cho tới bác của CC già, thật già vẫn bị bệnh đái dầm. Thì các con các cháu thì bị, CC là người bị nè. Bây giờ mệt mỏi hay là không mệt mỏi gì ngủ cũng đái dầm các bạn. Giống như là mình đái ra xong rồi cái mình giật mình dậy cái thôi mình đi thay đồ cái mình đi ngủ tiếp. Đó, cái đó là cái bệnh, mà bệnh đó là di truyền đó các bạn. Mà từ cái ngày CC uống những cái chai này, CC không có để ý về cái đó đâu, không có để ý. Nhưng mà rồi từ từ lâu ngày cái mẹ CC hỏi con lúc này còn đái dầm không? Cái CC mới sực nhớ. Ha, giờ mẹ nhắc con mới nhớ đó, cũng đâu còn nữa đâu, không thấy nữa, không có gì đó. Thì sau đó CC mới biết được là ồ hết đái dầm, giờ hết rồi. Nhưng mà các bác vẫn còn, cô CC vẫn còn đái dầm từ nhỏ luôn á. Chị của CC vẫn còn, tại chị không có uống đều, chỉ là theo mẹ CC ăn yến. Nhưng mà CC uống này à, CC uống lâu rồi. Hồi đó chị ở đây thì chị uống với CC, nhưng mà từ ngày chị về bên đó thì chị thôi sẵn nấu cho mẹ ăn rồi ăn luôn. Nhưng mà mẹ CC lại là hai thứ lận, thích thì uống cái này, không thích thì ăn yến vậy đó. Thì đây, đây là cái mẫu mã mới, họ thay đổi mẫu mã của cái hộp nhưng chất lượng bên trong vẫn như nhau ha, không có thay đổi gì hết trơn các bạn. Đây, chị em nào muốn mua thì chuẩn bị đi, chuẩn bị đi. Chắc CC nghỉ chừng một tuần nữa thôi, tuần nữa là gia đình CC mua tiếp đó.
mấy cái này nó nặng lắm, CC không có mua về bán đâu, từ bên Nhật gửi qua. Nhưng mà con CC nói chuyện với họ rồi, thí dụ như tôi không có muốn lấy cái mẫu mã hình mới như vậy, tôi lấy cái cũ được hay không, thì họ nói rằng là tới lúc mình trả tiền thì họ sẽ cho mình biết là cái mẫu mã như thế nào. Tại vì mình order là order một số lượng hàng lớn lắm các bạn, đó là thuộc về bên con CC làm, chứ giờ CC đâu làm nổi mấy cái này nữa, nặng lắm. Khi mà mình quyết định order, họ gửi email cho mình thì họ sẽ ghi cho mình biết là họ sẽ tặng cho mình cái gì cái gì, nhưng mà thường là họ tặng cái gói bột không à, chứ ít có bao giờ họ tặng cái khác lắm. Lâu rồi cứ mỗi một năm kỷ niệm của họ thì các bạn mua 3 order thì họ tặng các bạn một order. Còn trung bình CC thấy họ tặng mình cái gói bột. Cái gói bột đó là mỗi buổi sáng các bạn ăn một muỗng bột ha, hòa với nước, với sữa, với cà phê, với sinh tố, cái gì cũng được hết. Đây nha, để tối nay CC uống, mới khui nè. Tối nay uống thử cái chai này, vì họ nói là không hề thay đổi. Mà CC uống mười mấy năm rồi, dĩ nhiên là cái vị của nó là CC thuộc lòng luôn rồi đó nha. Cho nên là để coi coi có đúng như lời họ nói không, là không hề thay đổi, chỉ thay đổi cái mẫu mã thôi. Vì các bạn biết mà, cái gì nó liên quan tới thuốc, kể cả thuốc ở Mỹ cũng vậy, với lại những cái gì đó liên quan tới về thuốc hoặc là mỹ phẩm hay cái gì đó, họ thay đổi mẫu mã hoài à, vì họ tránh hàng giả đó các bạn. Mới đi về bơ phờ ngủ một giấc dài ở trên xe, rồi bây giờ về làm việc phải đi đón ba chú chó về nữa. Về rồi các con đang say xe, các con ngủ mê man luôn. Thì đây nha, đó cái đó là CC uống buổi tối, ban ngày sáng 2 viên, chiều tối 2 viên. CC bị bệnh bú cổ từ ngày xưa cho tới bây giờ, nhưng mà khoảng 4-5 năm nay không hề uống một viên thuốc bú cổ nào, mà vẫn khỏe mạnh, vẫn tưng 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 ha. CC chỉ có uống cái thuốc này mà thôi, sáng 2 viên, chiều tối 2 viên, và cái collagen đó là ban đêm uống. Cái đó đó nó lấy cái shape body của các bạn lại, không bao giờ các bạn mập đâu. Uống đi, nghe lời CC đi, ăn khô bò, đừng có ăn tinh bột nhiều, đói quá ăn khô bò Mỹ nha, chứ không phải khô bò Việt Nam đâu nha. Bạn nào mà cần muốn biết cái khô bò của CC ăn, nhắn tin CC chụp hình cái hộp cho, rồi các bạn tự mua nha, CC không mua giùm đó. Rồi lý do không mua giùm là biết tại sao không? Tự nhiên bữa nay mình mua cái nó bớt cho mình 5 đô la một pound một hộp. Cái CC làm video có mấy bạn nhờ CC mua, cái CC bấm vô mua cái nó không có bớt 5 đồng nữa. Mà tánh của CC đó là không có nói nhiều về vấn đề tiền bạc đâu. CC có thiệt thòi một chút cũng chẳng ăn nhầm gì, tánh CC là như vậy. Lỡ CC có nói lộn giá với các bạn, mà trường hợp đó gọi là CC cảm thấy rằng là cần cần lắm luôn đó, để phải nói CC mới nói. Còn nếu không CC cho qua hết trơn à các bạn, tánh CC sởi lởi lắm. Là khô bò Mỹ mà CC nói với các bạn, bạn nào muốn có body đẹp, muốn diet body đẹp nha, chắc chắn luôn á, cứ việc ăn khô bò này giùm CC đi. Vì các bạn ăn miếng vào các bạn không có đói, các bạn không đói là các bạn không ăn tinh bột, là các bạn xuống. Đã rất nhiều người cảm ơn CC rồi đó. Đây, lúc nào cũng có bên người CC, bất kỳ xe nào cũng có. Đây là cứu đói dành cho những người đi lính, đi tàu, đi này đi kia đó các bạn. Các bạn ăn miếng thôi, chữa đói liền luôn, không có mùi vị gì hết trơn á. Tay bạn cầm sạch sẽ vô cùng đó. Rồi bây giờ thích lắm, ở dưới CC có cái tiệm này nhưng mà đóng cửa rồi. Muốn mua được những cái áo đẹp như vậy không có nữa, phải đi lên tới Atlanta đó. Thì nè, ghé vô mall Atlanta mua đồ hiệu Adidas cho mấy đứa nhỏ, giày dép với đồ, rồi mua con CC mua những cái gì gì đó. Mình chỉ mua được có nhiêu đây à, mua được đi qua cái tiệm giỏ Ý, mua được mấy cái giỏ
tuyệt đẹp. Mấy cái giỏ này là hồi đó CC có bán qua rồi, nhưng mà tự nhiên giờ hết rồi các bạn, trong mê xì giờ không có giỏ ý nữa các bạn ơi. Đó, trời ơi, đi mua được mấy cái giỏ ý đẹp, tiếc là đẹp. Thôi, bây giờ chúng ta review nha. Đây là những cái các chị em cần lắm. Mỗi bạn hãy chọn cho các bạn 5 cái, thì CC sẽ bán rẻ cho các bạn ha. Còn các bạn nào mua 1 cái, CC tính giá lẻ giống như ở đây người ta bán. Còn các bạn mua 5 cái thì CC sẽ tính giá rẻ của 5 cái. Chọn nha. Như vậy. Cổ tim như vậy. Ở sau lưng ngang qua. Màu đẹp vô cùng là đẹp. À, những cái áo này họ để chồng 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 như cái núi. Không có mạc gì hết nha các bạn, không có mạc nha. Bạn thích cái nào lấy cái đó ra tính tiền, thích cái nào lấy cái đó ra tính tiền. Họ cho các bạn một cái giỏ thật là lớn để bỏ vào trong cái giỏ để đi. Ai mua đồ outlet thì biết rồi đúng không? Chứ đừng có nói ô tại sao nó không có mạc, không có cái nào có mạc hết, không có nha. Đây. Mua ở trong tiệm này không, 81 món hàng mua một tiệm à. Đó, màu này là đẹp nhất, có một cái một thôi. Cái mình thun nha, kiểu này thì quá bình thường, nhưng mà cái mình thun là cái mình thun mà đặc biệt trên cả tuyệt vời, nói vậy đi chứ không biết nói gì hơn đâu. Size small. Kiểu này chắc nhiều người thích lắm. Hết trơn. Đây nha. Thật là rẻ tiền. Rẻ, rẻ, rẻ. Vô cùng là rẻ. Phải mua 5 cái nha. Mua 1 cái. 2 cái. 3 cái. 4 cái. Tính giá tiền bằng ở đây bán đó. Nha. Phải mua 5 cái nha. Size small nha. Có một cái màu này. Và đây. Ba lỗ. Cái này là double size, medium và large. Các bạn nhớ nha. Các bạn thấy cái phần bo này là nó rất là quan trọng nha. Nó sẽ ôm vô trong cái bụng của các bạn. Nó không có đưa ra nha. Cái này mới là cái quan trọng nha. Đây chị lão thun ba lỗ nè, qua lỗ rúng một chút, double size, medium, lót. Cái này thun khác. Và đây, đây cũng là dạng ba lỗ ha, áo lửng. Tại vì nó là size medium cho nên nó mới qua khỏi cái lỗ rúng của CC. Nếu nó là size small là nó nằm ngay cái lỗ rúng, tức là ngay cái lưng quần, lưng váy của chúng ta, thì cái đó mới đúng, cái đó mới đẹp. Nhưng vì CC cần phải mặc size medium cho nên cái chiều dài nó lại bị dài một chút, nó không đẹp. Còn các chị em mà mặc đúng thì chắc chắn là đẹp hơn CC luôn đó. Cái này là size medium. Đây là mình vải thun cô tông, hút mồ hôi, size medium. Trời ơi, sao nó có một cái lỗ gì ở đây vậy? À, không phải, không phải. Đó các bạn thấy không? Cầm lên như vậy nè. Tưởng cái gì, thấy cái lỗ khều khều cái không phải. Đó. Cái nào CC thấy, CC nói liền à các bạn. Ngoại trừ không thấy thôi à. Và đây, toàn là ba lỗ không nha. Đây cũng là mình vải thun cô tông ba lỗ, màu trong phôn sáng quá, màu ở ngoài nó tối xuống đẹp lắm ha. Thun cô tông thì mặt nó mát, còn đây là loại thun hơi dày dày một chút thì bạn mặc nó sẽ ôm người các bạn. Nếu mà bị những cái cục mỡ giống như CC như vậy nè thì nó sẽ đỡ hơn là cái loại thun cô tông. Thì đây, đẹp xuất sắc, có một cái một. Đây, ngay lỗ rúng nè các bạn thấy không? Thì đây, áo này là mặt cao sát cổ như vậy. Nè, nó dài qua lỗ rúng nè, thấy không? Nó ngắn lên tí thôi,
một phân thôi là đẹp. Áo này là size medium, medium, medium. Nách như vậy không có rộng đâu nha. Cầm như vậy thì các bạn nhìn rộng nhưng mà không có rộng đâu ha. Tại vì nó từ vai xuống. Đây, màu hồng rất đẹp luôn. Mấy cái đó CC mặc vừa hết luôn. Size small. Cái mình thùng đẹp lắm nha các bạn. Đẹp thật là đẹp luôn. Các bạn có thấy không? Cái áo Puma ở outlet họ bán một cái mình vải đẹp cực kỳ là đẹp, trong khi ở đây mê xì luôn, cũng là hiệu Puma nhưng mà cái mình thun trong mê xì cũng không đẹp bằng được của outlet. Thì những cái áo này cũng vậy, outlet tuyệt đẹp luôn. Đây là thời trang của Mỹ nha các bạn, đồ của Mỹ nha, họ cũng gia công với China thì nó mới rẻ đây nha. Chị thích áo này, áo này mình đây mình có nè. Lăng quăng, cuốn biên. Chị thích cái chỗ này nó xẻ ra nè các bạn. Đó. Size small. Và đây. Cái cổ này mới là cổ đẹp nè. Chữ U đó. Bạn nào có ngực, hãy mua lấy cái áo này. Đây, nhìn cái cổ nè, mê không? Đây. Cái này nó màu kem á, mà nó có vân vân, sọc 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 sọc. Size medium. Cái này size small. Cũng là cái loại cổ như vậy. Tức là có một cặp á. Cái này double size. Cái này double size, medium và lót. Ở dưới có cái bo này. Cái này cũng là medium và lót. Cái này là, đây là áo ba lỗ, nách rộng. Chị thích ba lỗ mà nó khoét sâu như vậy nè. Đó, vậy nè, mặc mới là sexy mới đẹp. Mê lắm đó các bạn. Medium lót. Cái này cũng vậy nha, cũng giống cái áo đen medium lót. Và đây cũng vậy luôn ha, medium lót. Cái này cũng vậy, medium lót. Double size, màu trắng, màu đỏ. Ở dưới có cái bo. Và màu đen cũng, à, no, màu đen là small, medium, ba lỗ. Ở dưới có cái bo, loại này dưới có cái bo. Cái này, medium, lót, màu xám, cổ tim. Mấy cái này hồi đó CC có bán qua hết rồi đó. Và bây giờ thì, à còn mấy cái đây nè. Cái này màu đen. Medium, lót, có cái bo. Các chị em rất cần mua những loại áo này. Vì các bạn mặc xuân hạ thu đông, bốn mùa các bạn đều mặc được. Mặc với quần tây, quần jean, với váy, nhà váy là đẹp lắm á. Với quần jean ha. Ở bên ngoài các bạn khoác một cái áo sơ mi hoặc là gì đó. Tới mùa đông thì các bạn mặc những cái áo này. Rõ ngoài các bạn mặc những cái áo vest. Đây nè. Rất là cần những cái áo này. Mấy cái này bỏ vô mới giặt giặt tỉnh bơ ha. Đây, màu này đẹp quá. Size medium, lót. Có cái bo nè. Nào mà có ngực ha. Trời ơi, mặc mấy cái này là tuyệt đẹp luôn. Rất đẹp luôn đó. Rẻ tiền, vô cùng rẻ. Và bây giờ thì chúng ta tới áo 2 dây. Cái này trước đi. Chỉ có một cái này duy nhất là có cái miếng lót ngực thôi. Hết rồi. Size medium, medium, medium. Các chị em rất là cần mặc cái này.
Các chị em mặc cái áo này ở bên trong, rồi bên ngoài các chị em mặc một cái áo rộng sát nách, mà cái nách xệ xuống dưới đây nè, rồi mặc cái áo này bên trong mới là đúng đó. Đây, màu đẹp lắm. Có mấy lót ngực rồi, không cần mặc áo ngực ha, chỉ có mình cái này có ha. Màu thật là đẹp luôn. Size medium, medium, medium. Hoặc là các bạn mặc những cái áo cổ rộng thì mặc áo này bên trong, hoặc là các chị em mặc áo vest, áo khoác gì cũng được. Một cái duy nhất, đẹp quá. Đây, cái này là cái yêu thích của CC, CC có nhiều lắm. Đây, ngang qua như vậy nè, đẹp lắm. Đó. Size medium, large, double size, màu trắng. Cái này cũng vậy luôn, hai cái giống nhau ha. Và cái này màu hồng đẹp quá nè. Cái này size large nha các bạn. Đây là những cái áo các chị em mặc lót ở bên trong, hoặc là các chị em mặc với quần lưng cao đó, đẹp lắm luôn. Tại CC chưa có tắm nên CC chưa có mặc. Này size large nhưng mà các bạn size medium mua được ha. Thun mềm lắm, thích lắm luôn ha. Nè mấy cái này đẹp. Nó có chút xíu ren, nó sexy. Các bạn mặc với quần tây đen thôi cũng đẹp nữa. Ở dưới có cuốn biên, trên là cổ tim có chút ren ha. Đẹp lắm các bạn ơi. À, có được một cái nữa nè. Cái này có miếng lót ngực nè. Mã đằng sau là như vậy nha. Đây. Mấy cái này nè các bạn lên trên cái website xin gì đó, các bạn mua nhiều lắm, có mấy đồng bạc một cái à, nhưng mà về không có mặc được nhiều. CC á, các bạn nhớ hồi kỳ các bạn kêu CC mua không? Bây giờ hình như cũng còn bỏ đâu vài cái kia kìa. Không mặc được. Cầm lên thì nó đẹp đẹp mà mặc vào người nó hơi bị gì gì đó không biết các bạn ơi. Thôi cứ mua đây đi cho chắc ăn. Mắc hơn chỉ có vài đồng chứ nhiêu. Nè, cái này có miếng lót ngực nha. Ở đằng sau đẹp lắm nè. Hở hở ra rất là đẹp luôn ha. Đẹp. Size medium, cái này có miếng lót ngực ha. Đằng sau có cái lỗ hở, đẹp. Cái này giống cái màu trắng ha. Các chị em mà mặc áo cổ rộng quá thì các chị em mặc cái áo thun bên trong như vậy nè. Cũng được đó. Medium, large. Có chút ren là đẹp rồi các bạn nha. Size medium. Đẹp à? Mai đi, mai xin mặc cho coi. Size lót. Chị thích những cái áo nó có những sợi dây nhỏ xíu như vậy. Đây. Size lót. Các bạn mặc áo vest hoặc là áo mà cổ rộng á, mặc cái này vào đẹp lắm. Nè. Cái này size small medium. Cái này size medium large. Cái này medium large. À cái này đẹp nè. Phần ở dưới có ren ren đẹp nè. Đó. Medium large ha. Màu này là màu CC thích lắm. À mới có chị em nào mua cái áo vest màu này nè. Lợt hơn chứ. Đây. Dày. Thật là nhuyễn ha. Đây. Mới có ai mua cái áo vest này đó. Ai nãy mua. CC nhớ có cất. Với lại có cái quần màu này luôn đó. Nè. Size medium. Màu hồng cũng đẹp nữa. Toàn là những màu đẹp không các bạn. Thứ ha. Có cái bò này. Size medium lót. À, cho các bạn coi đằng sau nữa. Nè, đằng sau.
Đẹp ha. Và đây. Đẹp từ cái màu cho tới cái kiểu luôn. Size medium. Những loại áo này các bạn mặc quần tây, mặc quần thụng, mặc quần jean, mặc với váy, mặc với áo vest, cái gì cũng đẹp. Những cái áo này là những áo rất là cần luôn. Size medium lót. Ở đằng sau như vậy. Rồi. Xong những cái áo hai dây. Và đó là xong những cái áo đó. Thì bây giờ tới những cái áo này. Áo này thì CC mua đủ size đó. Thì bây giờ tới những cái áo này ha. Chỉ là áo thun ba lỗ. Nhưng các bạn lưu ý, ở dưới là vạt bầu. Cho nên các bạn mặc rất là sexy và đẹp. Cái lỗ rúng tuốt ở trên này. Cái này nó dài một khúc luôn nha. Đây không phải là dạng lửng ha. Đây, lỗ rúng nè. Đó, CC để lên cổ như vậy, lỗ rúng. Tức là nó qua lỗ rúng một chút như vậy nè. Mình phải thun rất là đẹp luôn. CC mua đủ màu luôn á. Đây. Size medium, medium, medium. Chỉ là áo thun ba lỗ vạt bầu ha. Cái này cũng vậy. Medium, medium, medium. Giống nhau. Và đây là màu này. Một kiểu khác màu. Cái này cũng là size medium, ba chữ medium không đó nha các bạn. Đây, cái vạt đẹp không? Hết tất cả là một giá tiền nữa. Cho nên các bạn phải mua 5 cái CC mới bán rẻ cho các bạn được. Cái này cũng là size medium nè. Màu đẹp lắm nha, màu trong phone không đúng. Cái này là small. Và đây là màu hồng. Cũng là small và medium. Tức là CC lấy đó, là CC lấy một cái small, hai cái medium, không có lấy lót. Tại vì đa số các bạn size lót, nhiều khi các bạn có cái bụng thì các bạn không có mặc được những dạng áo này. Những dạng áo này chỉ dành cho các bạn nào bụng nhỏ nhỏ hoặc là có mặc được quần gen, nó ôm cái bụng lại mới mặc được ha. Hết tất cả những loại áo này dành cho các bạn bụng nhỏ. Một cái size small, hai cái size medium, medium, medium. CC mua đủ màu, có nhiều màu lấy hết á. Cái này cũng vậy nha các bạn, cũng là hai medium, một small. Lý do mua hai cái medium là CC đã mặc một cái rồi, còn bán cho các bạn một cái medium và một cái small đó, cho nên là cái nào cũng bán hai cái à, để lại một cái đây đủ luôn. Một cái small, hai cái medium, 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 đủ màu luôn. Cái này cũng vậy ha. Một cái small, hai cái medium. Đây. Một màu nha, màu này là màu da đi, màu da. Màu trong phone kỳ quá là kỳ, xấu quá là xấu luôn. Màu ngoài thiệt là đẹp luôn, cái này màu da đi ha. Một màu. Cái này màu rêu nha, hai màu. Cái này màu trắng nha, ba màu. Cái này màu hồng nha, bốn màu. Cái này màu xám nha, xám mà ra màu tím theo, năm màu. Cái này màu đen nha, sáu màu. Coi như cái kiểu áo thun ba lỗ vạt bầu có được sáu màu. CC mỗi một thứ để lại một cái size medium CC mặc, còn bán cho các bạn một cái small và một cái medium. Có 6 màu ha. Áo thun ba lỗ vạt bầu. Và đây là rất là nhiều. Kiểu này kiểu kia. Tại vì họ hết rồi. Họ còn sao CC lấy như vậy đó. Đó thì nãy giờ CC cầm lên cho các bạn xem rồi. Đó. Thì các bạn mua 5 cái. CC tính đồng một giá tiền cho các bạn ha. Rẻ. Và đây có 3 cái mừng quá lấy luôn nè. Hết rồi.
Mùa này là mùa của những chiếc áo này mà. Tại vì ai cũng thích mặc áo xách nách, mặc áo hai dây, nhưng mà người ta ngại thấy cái tay đó các bạn. Cho nên là ai cũng phải cần những cái áo này, kể cả áo đầm luôn. Các bạn ra đường các bạn thấy nhiều lắm. Những cái loại như vậy nè, các bạn mặc với quần thụng, quần vải xô á, nó đi với lại cái chỉ len này nè, đẹp nè, đó các bạn. Kín đáo lịch sự, tay xăng lên ha. Chứ đâu có ai mà để dài như vậy. Nè, xăng lên nha. Đó. Vậy đó nè. Một cái, một màu. Cái áo này, màu cà phê sữa. Medium, medium, medium. Cái áo màu đen. Size small. Cũng y như vậy luôn nha, size small. Còn cái CC đang mặc là màu kem. Áo màu kem là size small. Tức là cái đen và cái kem là size small, cái cà phê sữa là size medium, medium, medium. Có ba cái này thôi ha. Tình yêu ơi, thấy mà mừng ơi là mừng luôn. Đây. Các bạn nên mua là tại vì nó rất rẻ luôn. Không biết họ lót bằng cái gì nữa mà nhìn á thì nó to to ha, mà nó nhẹ lắm, bỏ lên cái cân cân thử rồi 0,6.1. Nhẹ thật là nhẹ luôn. Mà nó bằng ni lông. Các bạn đi mưa được, ở bên trong họ lót rồi. Cái lớp này nó là dù. Mê là mê hai cái sợi dây rút hai bên đó. Bây giờ các bạn mua để dành tới mùa đông mình mặc. Ấm lắm các bạn ơi. Cái này có dây nè nha. Nè, mình thích tới đâu mình rút lên tới đó nè, dây nè. Bên này cũng vậy nè. Đó. Thiệt là thích luôn. Rồi dây kéo, kéo lại như vậy nè. Kiểu này thì nhiều các bạn mua rồi nhưng mà cái màu này đẹp lắm. Màu này là màu sáng. Chị em nên mua cái áo này đó. Rất 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 là nên mua. Mà CC biết ra là rất là nhiều các chị em thích lắm. Mỗi lần review là các bạn mua hết, hết. Nhẹ lắm. Mùa đông chúng ta đi đâu đó chơi, bỏ cái áo này vào trong cái ba lô. Tại vì nó to, xếp nó lại. Nó nhẹ, thật là nhẹ luôn. Rồi đeo trên vai, đi là thoải mái luôn. Nên CC cũng thích như kiểu này lắm. CC mua được 6 cái, hai cái small, hai cái medium và hai cái lót. Chị em nào nhanh mua được. Màu sang, thiết là sang cái màu luôn. Cái này là màu xám, xám là xám hay lắm các bạn, sang lắm. Ở bên trong các chị em mặc cái áo thun màu hồng, bảo đảm là đẹp. Sang thiệt là sang luôn đó. Cái phần bo nè, sợi dây nè, rút lại là thấy eo, thấy móng, rất là đẹp luôn ha. Trời ơi, xin thiệt là thích lắm. À, mua mua nhanh các bạn sẽ mua được. Và bây giờ tiếp theo đây nè. Đây là hiệu Playboy, CC mua cho CC. Nhưng mà bạn nào thích thì CC để lại cho, không có sao cả. Ở đằng sau quần chữ Playboy. Đây là loại nỉ ấm, mặc ra đường tối tối đi ăn hoặc là nhà nhiều người mặc. CC nói nỉ ấm là các bạn biết rồi. CC mua cho CC hai bộ. Đây. Đây là cái áo. Thật là đẹp đúng không? Đây là quần. Đằng sau lưng thì có chữ, đằng trước là như vậy. Trời ơi, đẹp mà mê luôn. CC đó thích cái hiệu này lắm, CC có nhiều đồ hiệu này lắm. Bông tai, mặt dây chuyền, nhẫn, ra giường, gối, rồi nhiều lắm, CC có hiệu này nhiều lắm, không có collection nhưng mà có rất là nhiều. Ngày xưa đó ông xã CC nói với CC như vậy nè. Anh không biết là em có khỏe hay không. Ngày nào mà em muốn cái chuyện ấy ấy đó thì em cứ mặc đồ hiệu này đi thì anh biết. Vậy đó các bạn. Chứ không phải muốn đòi lúc nào đòi đâu, không có đâu.
Đi siêu đồ này nhiều lắm, đồ lót nữa, nhiều lắm, hiểu này nè. Là như vậy đó. Ngày hôm nay ổng mà thấy CC mặc cái hiệu này là ổng biết rồi. Vậy đó, rồi ổng cứ ngồi, ổng nhìn CC, ổng cười 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 cười. Thấy ăn cơm xong tắm rửa này nọ mà thấy thay bộ đồ này là biết rồi. Thay cái hiệu này chứ không phải là bộ này nha, đi ngủ đâu ai mặc bộ này. Thay cái hiệu này là biết rồi. Đó là ký hiệu của vợ chồng đó. Vì Playboy là biểu tượng của đẹp lắm các bạn, mà giờ ông mất rồi, ông mất 6 năm rồi đây, cho nên là đi thấy đẹp vẫn mua thôi, đẹp mà rẻ nó xong mua được đúng không? Bạn nào đó mà không còn thích những cái chuyện ấy ấy nữa, mà các bạn mà tình cờ mà mặc đồ này đi ra đường tụi Mỹ á, mà nó nhìn thấy á, là nó nghĩ là các bạn muốn, là nó làm quen với các bạn liền à, để one night stand đó. Vậy Mỹ là vậy các bạn. Thành ra đồ này mặc ở nhà thôi, chứ đâu có ai mặc đi ra đường chi mặc đồ này. Đồ này CC nhiều lắm á, hiệu này nhiều lắm á. CC vào các club của Playboy để chơi mà. Các bạn biết ở trong cái club đó đó, hết tất cả những đồ của Playboy đó, thí dụ như cái sofa này từng cái hộp nút, hộp nút, hộp nút cũng là hình của Playboy không. Đây, CC có hai bộ nha, chị em nào thích thì mua ha, tuyệt vời đó. Rồi có hai bộ, cái quần này thì nó có cái hình này ở đằng trước, ở đằng sau nó không có nha, không có cái chữ Playboy đằng sau, chỉ có bộ màu hồng mới có. Hai bộ này là small petite ha. Rồi hết rồi đó, cái tình yêu còn có mấy cái giỏ nè, để review video sau nha. Rồi bye bye, I love you.